chiều 22 tháng 10. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão và được đặt tên quốc tế là Chami. Đến chiều 22 tháng 10, tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc đến 126,5 độ Kinh Đông, nằm trên vùng biển phía đông miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8, 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15 đến 20 km/h. Dự báo trong 24 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Đến 13 giờ ngày 23 tháng 10, bão ở vị trí khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc đến 124 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines, với cường độ mạnh cấp 9, giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 đến 20 km/h, dự báo đến chiều 24 tháng 10. Vị trí tâm bão dự báo ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc đến 120,4 độ Kinh Đông, trên bờ biển phía tây đảo Luzon, với cường độ cấp 10, giật cấp 12. Sau đó, đến 13 giờ ngày 25 tháng 10, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/h, đi vào Biển Đông với cường độ bão được dự báo mạnh lên cấp 11, giật cấp 14. Tâm bão sẽ hoạt động trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550 km về phía đông đông bắc. Trước dự báo này, chiều 22 tháng 10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp tiếp tục ký ban hành công điện thứ hai, đề nghị các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận cùng các bộ có liên quan chủ động ứng phó cơn bão này. Bộ Nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 72 giờ tới là từ vĩ tuyến 15 đến 20 độ Vĩ Bắc và phía đông kinh tuyến 115 sẽ được điều chỉnh trong các bản tin dự báo. Bộ Nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đề nghị các địa phương cùng các đơn vị liên quan sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.